Một công dân Bắc Ireland bị truy tố tội ngộ sát trong vụ 39 người Việt chết trong thùng lạnh xe tải ở Anh hôm 25 tháng 11 thừa nhận có tội tiếp tay cho di dân bất hợp pháp và thu nhận tài sản do phạm tội mà có. Maurice Robinson, 25 tuổi, xuất hiện qua một đường truyền video từ nhà giam Belmarsh phía đông London. Các nạn nhân gồm 31 người đàn ông, 8 phụ nữ, đều xuất thân từ Việt Nam, bị phát hiện chết trong thùng xe tải ở Essex, Anh, hôm 23 tháng 10. Trong số này có 3 thiếu niên và người lớn nhất, 44 tuổi. Đa số là cư dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Số còn lại đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.